kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, hội tụ gió trên cao còn duy trì kết hợp với gió đông nam dâu ẩm, tiếp tục gây mưa nhỏ và sương mù nhẹ cho phía đông bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm mai. Ngày mai mưa xuất hiện ngắt quãng, còn ở phía tây bắc bộ, mưa chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai trên toàn miền giao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ thưa bà con hiện tượng sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm cùng với mưa độ ẩm không khí cao ở các tỉnh bắc bộ hiện nay sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển gây hại cho cây trồng bà con trồng dưa leo ở miền bắc cần chú ý đến bệnh sương mai bởi bệnh phát sinh phát triển nhanh trong điều kiện độ ẩm không khí cao trời dâm mát bệnh gây hại phổ biến trên lá xuất hiện từ lúc quây được ba lá cho đến cuối vụ Bệnh thường bắt đầu từ tầng lá phía dưới rồi lan dần lên trên, giải rác khắp mặt lá. Đặc trưng của vết bệnh hình đa giác góc cạnh rất rõ. Bà con có thể nhận biết bệnh trực tiếp tại đồng ruộng khi sáng sớm. Quan sát kỹ mặt dưới lá có lớp bụi màu hơi tím, sũng ướt và dễ mất đi dưới ánh sáng mặt trời. Khi già, vết bệnh đổi màu cam đến nâu đỏ rồi nâu sậm. Xung quanh vết bệnh có viền vàng, lá bệnh khô và rách vàng rồi rụng đi. Trên cây chỉ còn lại những lá non, cây phát triển kém và trái nhỏ. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành, hoa và trái. Nếu bị bệnh nặng, cây có thể chết. Để phòng trừ bệnh sương mai cho dưa leo thì bên cạnh khâu chọn giống tốt, bà con cần lưu ý tỉa bỏ những cành nhỏ vô hiệu, làm thông thoáng dàn dưa, làm sạch cỏ gốc để hạn chế sự lây lan. Ngắt bỏ bớt các lá già và lá bệnh, dùng màng phủ nông nghiệp không để lá tiếp xúc với mặt đất. Khi phát hiện bệnh, bà con có thể sử dụng thuốc hóa học để phun trừ theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp. Bà con chú ý nên phun ướt đều hai mặt lá, chủ yếu là mặt dưới lá. Dư leo là loại rau ăn tươi và được thu hoạch liên tục. Vì thế, khi sử dụng thuốc hóa học, bà con nên đảm bảo đúng thời gian cách ly để an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở tại Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam từ biển vào, nên các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, mưa thường xảy ra vào đêm và sáng, ban ngày trời tạnh giáo. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực này không cao, phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh còn lại của miền Trung, từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết xấu nào, nên tại đây duy trì trạng thái thời tiết tốt, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ khu vực có nền nhiệt cao nhất trên cả nước hiện nay sẽ là các tỉnh thành Nam Bộ, mưa gần như không xảy ra, có chăng cũng chỉ cục bộ vài nơi, nhiệt độ cao nhất trưa mai sẽ trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều có nơi xấp xỉ 35 độ, còn tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ thưa bà con, hiện tại các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc xuống giống những loại hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2019. Thời tiết ở tại Lâm Đồng tương đối thuận lợi cho cây hoa phát triển, đã bước vào những ngày mùa khô nên thời tiết phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày ở tại Lâm Đồng trong những ngày tới sẽ không vượt quá ngưỡng 30 độ. Còn ở Đà Lạt thì biên độ nhiệt ngày đêm sẽ chỉ ở mức từ 15 cho đến 24 độ, thích hợp cho những loài hoa chịu lạnh phát triển. Bà con cần chú ý chăm sóc, đảm bảo nước tưới, bón phân cho hoa để đảm bảo vụ Tết hoa thắng lợi. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa ở vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, đêm và sáng trời lạnh, nền nhiệt thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 26 cho đến 29 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa ở vài nơi, nền nhiệt thấp nhất từ 18 cho đến 23 độ, cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều giảm mây hứng nắng. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 23 độ, cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi đêm có mưa ở vài nơi, ngày trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất sẽ là từ 30 cho đến 32 độ. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ và cao nhất sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!